Đây là cái video mà mình quay để mình up lên cái kênh Việt Nam Travel. Thì đây là cái đi video, cũng không phải là video giới thiệu. Mình chỉ quay để đưa lên thử xem, test xem cái kênh của mình lập về biết là YouTube nó đã cho đăng chưa. Đấy. Đây là cái khung cảnh mà cái phòng làm việc của mình. Đấy, việc bạn cái tranh này thì mình cũng dán dán tranh này là dán của giấy là giấy Hàn Quốc. Bạn không biết là ở cái chỗ dán tranh người ta bảo là giấy dán Hàn Quốc loại một, nhưng biết là như thế nào, họ đến thiết kế họ dán đây. Còn đây là hai cái vật mà mình công ty mình vừa được tặng trong những cái dịp lễ dịp Tết đây. Cảm ơn quý vị bạn đã xem video này nhé. Thôi mình tạm dừng video này ở đây để mình thử up lên YouTube xem nhé. Xin chào quý vị bạn, hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo nhé.